Rồi đó bà nội con cho ăn rồi đó. Tự nhiên được lên trước bà nội. Trái ngút. Em hiểu mà em không hiểu. Chấm chấm. Mọi người hãy cứ cho Dino của em ăn đi, đừng sợ nó béo. Nó sẽ không béo được đâu. Nên tiểu phu. Nhà khét quá. Nhờ anh công an đấy. Dạ em chào anh tiểu phu ạ. À, tiểu phu tầm này là phải đi đốn củi rồi. Giờ này San còn ở trên Vigo. Thao túng dân bay vừa thôi.